lệnh truyền gia Đức Thánh Trần Triều, có lệnh truyền gia quân quan thị bộ cũng là sư binh. Thank you.
nam mơ trần thì lịch đế vương kế thế chỉ bình tiên chiều tức mạc địa danh sơn đi hà ngoài hải chúng linh khám kỳ bà thánh cả đại vương khánh tiệt cát nhật đương thầy tụng nầm khánh đản đồng thiền tiên lễ hà thọ nguyễn nhất tâm mà tưởng vạn tân cầu cùng đồng gia môn quyến đẳng tu thiết đăng quả trả thực trên chay dĩ mặn mình nghỉ tại mã thánh phật tuyên kinh công minh đình thần tam muốn phủ tạ quá tam nhiên tái quá mừng đồng ha này thay ông về ta phê rồi ta đổi thành sổ sòn trên ta tấu đình dưới hạ trình năm cung tỷ phủ trước chứng thủ nhang đồng trưởng họ phạm chứng minh cho pháp sự họ nguyễn chứng minh cho quỳnh quế đôi bên cung đàn thính hát thanh đồng đạo quan bách gia trong họ tác phúc tác duyên để trợ cho cái họ nguyễn từ nay trở đi từ chi về mãn hậu được cao tay đã đạo võ giỏi thiên đình cứu dân nộ quốc để nguyện cầu cho quốc thái dân an thái bình mưa gió thuận hòa nhà ấm no hạnh phúc mà thánh ông bàn khen bàn thưởng chứng minh đức đồng gia họ nguyễn họ vũ nhất tâm tiến lễ tam phủ công đồng di cung mà đổi số trường sinh cùng lính ghế họ phùng ha để cắt cầu đại chư vận hạn nay thánh ông về và bàn phước bàn lành ta cho bách thần họ mạnh từ nay trở đi từ chi về quy hậu trong chốn là trùng họ nguyễn là già sức khỏe trẻ bình an tám thời bát thế thượng thai này vô hạn vô ích để chiêu lộc cầu tài để cầu tăng phúc họ ta bàn khen bàn thưởng chứng minh công đức cho lính ghế họ vũ họ đạp họ phụng họ nguyễn nhất tâm mà tiến lễ à tam cùng lục xích tiến lễ để cầu con tiến lễ công danh sự nghiệp dâng mã ông bảy dâng mã ông mười để cầu thi cử đoạt đăng khoa ta cho học một thì có hai học mười khi cử đỗ đạt để lối dõi con rồng cháu tiên na nay thánh ông về mừng bản đền bán phú chứng lễ cho bách gia trăm họ thánh ông tán đồng đi chi đồng về cho đồng gia họ nguyễn na sông
con ma say đội lệnh thiên đình thay quyền thượng giới giáng sinh phù trần.